Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội và cụ thể hơn là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Phùng Khoang thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và bây giờ đây là trong chợ Phùng Khoang này, Minh Toàn như đã giữ lời hứa với quý bà con cô bác là Minh Toàn sẽ có dịp vào chợ Phùng Khoang để gửi những cái hình ảnh của về chợ Phùng Khoang đến quý bà con cô bác, hoặc là những nhất là đặc biệt các bạn sinh viên mà đang sinh sống ở Hà Nội để biết cái tụ điểm mà mua sắm ở Hà Nội. Thì hôm nay là Minh Toàn trực tiếp là được vào chợ Phùng Khoang, và bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng với Minh Toàn chúng ta khám phá một vòng chợ Phùng Khoang nhé. Đây, ở trong chợ Phùng Khoang thì bán rất là nhiều đồ. Trong đấy là có cả giày dép, quần áo, tất cả các mặt hàng luôn, thắt lưng, dây da, túi xách rất là nhiều. Ở đây cũng là một cái tụ điểm giúp cho các cái bạn trẻ thanh niên nam nữ mà khi mà về sinh sống học các trường đại học ở trên Hà Nội về đây để mà làm một cái nơi mua sắm để cho cái trang phục cá nhân cũng như là mua sắm các cái vật dụng ở trong cái phòng trọ của mình. Và theo như nhu cầu của cái bà con cô bác thì Minh Toàn hôm nay đúng là đột nhập vào chợ Phùng Khoang để gửi hình ảnh đến quý bà con cô bác luôn. Đây là một số cái cửa hàng bán giày dép quần áo. Đấy, Minh Toàn đang đứng tại đây là Minh Toàn đang mua đồ luôn. Thực tế là Minh Toàn đang mua đồ ở chợ Phùng Khoang luôn, bởi vì đồ ở đây thì giá rất là rẻ mà chất lượng rất là ok, cũng khá là ok. Đây thì cửa hàng không đẹp nhưng mà nhiều cái là về cái cách bán hàng cho đến mọi cái mẫu mà rất là đẹp luôn. Trong chợ Phùng Khoang rất là rộng. Không chưa? Thì nhặt đây đái đi thế nào được. Thấy Ngọc với Chiến bảo là chị bán ngoài này nhưng mà em đi bao lần không gặp chị. Hôm nay mới gặp ấy. Em đi giao vòng đây. Đấy, các bạn thấy không? Vào chợ Phùng Khoang, Minh Toàn còn mua đồ chợ Phùng Khoang được thì các bạn nói thật luôn là không biết là các bạn tầm các bạn như thế nào, nhưng mà ý Minh Toàn nói ở đây là chợ Phùng Khoang
là một trong những cái nơi mà mình có thể là lựa chọn những cái món đồ mà có thể nói là bình dân được ở chỗ Phùng Khoang. Thì các bạn sinh viên mà ở Hà Nội này, nếu mà có dịp thì hãy về với chợ Phùng Khoang để chúng ta sắm những cái bộ đồ yêu thích của mình nhé. Có cả đồ lót của phụ nữ luôn, nhiều bạn trẻ rất là thích đồ lót phụ nữ luôn, nhiều mẫu mã rất là đẹp luôn, giá cả phải chăng. Đây bác này, bác bán hàng đây rất là có tâm luôn, nên khi mà các bạn về với chợ Phùng Khoang bầu ủng hộ bác nhá. Ông đang nói các bạn trẻ mà về chợ Phùng Khoang ủng hộ bác. Chợ Phùng Khoang thì bán rất là nhiều đồ lên mạng ạ, túi sách này, quần áo, giày dép cho đến mọi thứ, mẫu mã thời trang thì rất là bắt mắt luôn, giá cả rất là phải chăng. Toàn sẽ đi một vòng quanh đây nhé, những hình ảnh của Phùng Khoang với bà con cô bác. Ngoài các mặt hàng quần áo đẹp rất đẹp như này, còn có những cái túi sách rất là đẹp luôn. Đây, rất mặt bà con cô bác, túi sách rất là đẹp luôn. Đó, các cái đôi giày của các em nhỏ. Đầy đủ luôn ha, áo gió 120.000 này, đấy rất là rẻ luôn, 120.000 mà mình sử dụng được sở hữu những cái bộ quần áo rất là đẹp thôi, quá đẹp luôn ha, 80.000 tắt đi ngay. Mua gì nữa không?
Hả? À? Đi vòng thẳng xuống thế này đi ra. Để quay một số cái hình ảnh. Mua được cái đồ kia chưa? Hả? Đây, mua thêm con bò này. Bò đẹp này. Hả? Hai chương giảm giá. Quay nhà anh là hôm sau khách đến 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 đông ấy. Không, quần áo anh này rất là đẹp luôn mà mẫu mã giá nó chỉ là 99.000 này. Anh tên gì nhỉ? Hôm sau các bạn sinh viên về đây mua thì quần áo à? Đây anh này, anh đẹp trai này, anh bảo các bạn sinh viên về đây nhớ ủng hộ anh này nhé. Đây, anh đẹp trai này. Du lịch Việt Nam. Đấy, khi mà các bạn thành viên về đây là một cái điểm mua sắm rất là lý tưởng cho các bạn nhé. Hôm nay là mình toàn phục vụ theo nhu cầu của các bạn, là yêu cầu là về chợ Phùng Khoang để gửi lại một số cái hình ảnh về chợ Phùng Khoang. Nhưng mà bên cạnh đấy, khi mà mình toàn đi quay vlog thì cũng gặp một số cái yếu tố là người ta thấy cái máy quay người ta rất là dị nghị, thành ra là mình toàn một số cái hình ảnh mà không biết là bà con của bác có được chứng kiến không, nhưng mà mình toàn sẽ gửi đến cho bà con của bác một số cái hình ảnh mà ở chợ Phùng Khoang nhé. Còn mình toàn đi quay như thế này nhiều người dị nghị lắm, bởi vì thấy máy quay mà người ta dị nghị lắm, người ta cứ nghĩ là đi quay so sánh ấy thôi. Đây rất là nhiều mũi đẹp luôn ha. Và vào giờ này thì người ta cũng các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa rồi nên mình toàn đi ra ngoài đường. Đấy, mình toàn cũng đi ra ngoài đường. Phía ngoài đường này thì có rất là nhiều cái tụ điểm, ví dụ như là ăn uống này, bán hoa quả, quần áo. Đây ví dụ như các mặt hàng ăn uống chẳng hạn đây. Ăn vặt và các cái quán mà bán về hoa quả. Đây, bên này thì có các cái bên này có các bạn trẻ ngồi đang uống nước này. Đấy. Và đây có bán quần áo này. Anh lý toàn bộ cửa hàng chỉ có 10.000 đồng trên một sản phẩm. Nhiều giá luôn không? Đây là một cái tụ điểm để mà giúp các bạn sinh viên cũng như là các bạn mua sắm ở khu vực Hà Đông này có thể là về cái chợ Phùng Khoang này để mua sắm. Vâng, giao tốt tất cả các thể loại luôn nha bà con cô dì chú bác. Chúng tôi bán phá giá hết bà con cô dì chú bác và dân cư xuất tất cả nào. Mà chỉ có 35 kia là một sản phẩm của chúng mà thôi. Chúng em xin nhớ lại, giao tốt tất cả các thể loại. Đây là toàn bộ cái chợ Phùng Khoang mà các bạn sinh viên có thể là về đây mua sắm nếu các bạn học ở trên đường Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội, hoặc là những bạn học sinh viên học gần quanh đây, hoặc là cô dì chú bác mà bà con cô bác mà có về với Hà Nội, về với Hà Đông. Đây là một tụ điểm mà mua sắm có thể Minh Toàn cảm thấy là lý tưởng so với cá nhân của Minh Toàn. Tên của anh là du lịch Việt Nam, Việt Nam Trang Bộ. Du lịch Việt Nam. Thì hôm nay là một sự trải nghiệm của cá nhân Minh Toàn về chợ Phùng Khoang, thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta có dịp về với chợ Phùng Khoang để chúng ta trải nghiệm thực tế về chợ Phùng Khoang này nhé. Bây giờ Minh Toàn video này Minh Toàn xin dừng ở đây, hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo nhé.